quan tâm các thành tựu của Thầy Châu là đem cái y khoa bạch này một cách không chữa mà thành chữa. Thì chắc không ai có bệnh như tôi đâu. Tôi có cái bệnh gọi là tâm thật bất giao. Trong đông y ai đã hiểu tâm thật bất giao là bệnh gì? Nhưng mà tôi không quan tâm đến chuyện đó, mà tôi quan tâm cái thành tựu của Thầy Châu là đem cái y khoa bạch này một cách không chữa mà thành chữa, một cách tưởng là đơn giản nhưng mà rất vi diệu. Đấy là cái tôi tâm đắc với Thầy Châu. Mà 17 năm nay tôi cũng không quan tâm gì cái việc thế hôm nay tôi thấy cái viên đá tôi rất là tâm đắc. Và tôi chỉ tâm đắc có một điều là từ cái năm gọi là nhà máy tiền này nó giúp tôi tất đến tận mi hoa mạch, tức là nó tổng vệ sinh. Đấy, trong cái lý thuyết của thầy tôi tâm đắc nhất cái chỗ đó. Mà từ đó là mình cứ chỉ cần làm một điều tốt thôi thì mọi điều sẽ tốt. Thế còn tôi thấy ai cứ đôn nóng muốn chữa cái nọ, muốn chữa cái kia, đấy không phải là chữa gốc. Mà chỉ có hai quả đá này chữa cho nghiêm chỉnh, chữa cho đúng cái gan, chữa cho đủ thời gian cái gan thì sẽ tự động có cái automatic là chữa gốc. Ví dụ tôi thấy có một trường hợp tôi cũng được một cô ở ngõ một Tân Yên. Cô ấy không để ý, nhưng mà cô có cái tủy, cái gì chẳng biết, 4 phân. Thế mà sau cái thời gian mà cô ấy làm cái việc chờ của cô ấy, cô thử, cũng là thử cố tình thôi, cô không có nghĩ đâu mà mình lại được cái tủy. Thế cô còn 2 phân. Thì cô ấy đã hỏi tôi bảo đấy là tự cô đi đúng đường lối thì có trong cái hoa mạch của cô có cái gì mà nó tổng vệ sinh, chứ không phải thì có cái nhiều cái đấy thầy vừa nói xong đấy. Nhiều khi mình không nghĩ ra là cái việc mình chữa là cái gì đâu, bởi vì trong con người mình nó phong phú lắm, làm sao mà biết hết được những cái điều mà có lỗi. Kể cả nó tốt mình chưa biết hết thì nó có lỗi. Cho nên là cứ để tự nhiên cái y mô mạch nó làm cho mình nhiều khi ngạc nhiên vô cùng. Ví dụ cái da của tôi nó sáng ngày này, các vị có công nhận những ai vậy? Những ai được gặp tôi mấy năm trước và bây giờ thì công nhận luôn. Và không ai gọi tôi 74-75 tuổi cả, vì tôi có cái xe máy tốt lắm, cũng như là sức lực của tôi. Bởi vậy có cái gì? Mình phải có cái gì là cái chính. Tôi chỉ biết cái chính của Thầy Châu là cái y mạch mạch, và chuyển cái y mạch mạch này bằng hai cái da. Thế là tôi tiếp thu cái đó và tôi chỉ theo đúng một mạch như thế. Và cái mạch đấy chắc là chính mạch, cho nên là sẽ hiệu quả. Tôi xin hết ạ. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.